Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Là Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ của Ngọc Ánh nhá. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới toàn bộ cái khách hàng của em một cái vị trí căn nhà cực kỳ đẹp, vị trí thì cực kỳ xuất sắc, ngõ ô tô đây mọi người ạ, ngõ ô tô đỗ rất là gần. Và đặc biệt, điểm nhấn đặc biệt của ngôi nhà này, nó có một cái sân chung công cộng. Cái sân này nó là của phường mọi người ạ, cho nên là cái sân này để xe ô tô ngày đêm được. Và vị trí của căn nhà mà trong video này Ngọc Ánh giới thiệu tới mọi người, nó thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, với cái thông số nhà là 32m² ở trên sổ đỏ, từ tầng 2 xây dựng lên khoảng tầm 35m², thiết kế và xây dựng gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 sân phơi và 1 phòng bếp. Rất là đặc biệt là có tặng nội thất nữa quý khách hàng ạ. Với vị trí căn nhà này mọi người có thể nhìn thấy là được tận hưởng toàn bộ những cái tiện ích nội khu của Louis City Đại Mỗ mọi người nha. Đây, từ vị trí căn nhà mọi người có thể nhìn thấy luôn cái Louis City Đại Mỗ kia. Đó, và sau này quý khách hàng có thể tận hưởng được về cái những cái đường xá ngõ ngách ở khu vực này. Bây giờ theo em vào vị trí cụ thể của ngôi nhà nhé. Đây là vị trí ngõ trước nhà mọi người ạ. Đây, đây chính là ngõ trước nhà của ngôi nhà này. Cách với trục đường chính, trục đường 70, nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 200m thôi. Và mời mọi người theo em vào phần cụ thể căn nhà. Đây chính là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn gửi tới quý khách hàng đây. Với mặt tiền của ngôi nhà là 3m3, được thiết kế và xây dựng đã được hoàn thiện xong hết 4 tầng, sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Mặt tiền của ngôi nhà thì mọi người có thể quan sát luôn, đều đã được ốp gạch granite, đồng thời là cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là hai lớp cửa. Cửa ngoài là cửa sắt, sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ lim mọi người nha. Và căn nhà này giá chào bán là 3 tỷ 350 triệu đồng. Rất là hợp lý với vị trí của căn nhà, ô tô đỗ cửa ngõ thông mọi người ạ. Tầng 1, Ngọc Ánh đang đứng ở đây, mọi người có thể quan sát giúp em về phần sơn, hệ thống điện và đều đã được hoàn thiện đầy đủ rồi mọi người nhé. Chủ đầu tư thiết kế cũng rất là hợp lý, rất là đẹp về cái trần phào màu sơn, hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần. Đó. Phòng khách riêng biệt mọi người ạ. Đây, ở đây là có một cái vách CNC gỗ này để ngăn cách giữa phòng khách, cầu thang và phòng bếp. Mọi người có thể nhìn thấy luôn này. Đó. Riêng cái phần này đã được chủ đầu tư là ốp gạch thẻ rất là đẹp. Gạch lát nền thì là vân đá kích thước 60-60 granite. Với cái căn phòng khách này nhỏ nhỏ xinh xinh cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Mời mọi người theo Ngọc Ánh vào cái phần phòng bếp xem là cái khu vực phòng bếp nó như thế nào nhá. Đó. Khu vực phòng bếp đây. Như mọi người nhìn thấy, đây chủ đầu tư có để luôn một cái bộ bàn ăn ở đây. Có sắp sẵn một bộ bàn ăn rồi mọi người nha. Đấy, để mọi người có thể căn chỉnh nhìn ở trên video đầy đủ. Đây là quạt, đồng thời đây là quạt đấy mọi người ạ. Nhưng mà quạt kiểu trang trí là có cả đèn led luôn ấy. Nếu như bình thường thì là để làm cái đèn trang trí, còn đâu mùa hè thì mọi người có thể bật qua. Đó. Tủ gỗ lim mọi người nha, toàn bộ là tủ gỗ lim ạ. Đấy. Xung quanh bếp này là được chủ đầu tư ốp kính cường lực minh long này, và mặt bếp là được ốp đá granite. Phụ kiện bếp được đầy đủ hết rồi. Tầng 1 gồm có một phòng vệ sinh đầy đủ với bồn cầu, cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Đó, gian phòng bếp thì có một cái ô thoáng mọi người nhìn nhá. Đây. Trần thạch cao này, hệ thống đèn led âm trần rất là đẹp. Với cái hiện trạng của ngôi nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang đều được thiết kế là gỗ lim. Lên trên tới tận tầng 4 mọi người nhá, mặt bậc cổ bậc là được ốp đá đen trắng granite. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà, xem với cái vị trí của ngôi nhà ở Đại Mỗ như thế này, cái giá bán 3 tỷ 350 có hợp lý hay không nhá. Xin mời mọi người. Như ở đầu video, Ngọc Ánh có giới thiệu với mọi người, trên sổ đỏ của cái căn nhà này là gần 32m² và trên tầng 2 xây dựng đua ra thêm được khoảng tầm 3m, cho nên tầng 2 của ngôi nhà này chia và thiết kế rất là hợp lý, 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh.
Mời mọi người theo em vào cái căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà này. Đó. Sàn gỗ mọi người ạ. Trần thạch cao này, đèn led chiếu sáng này, quạt trần này, tất cả những thứ ở trên video mọi người nhìn thấy là chủ đầu tư đều tặng nha, tặng cho mình luôn. Mua nhà tặng nội thất. Đó. Rèm cửa. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều đã được thiết kế đầy đủ hết rồi. Bộ sofa rất là êm, rất là đẹp đúng không ạ? À, thiết kế rất là hợp lý. Ở dưới tầng 1 mọi người có thể, sau này mọi người có thể để bộ sofa này rồi là tivi này xuống dưới căn phòng khách. Còn ở đây thì có thể thiết kế làm phòng ngủ. Còn tạm thời trước mắt chủ đầu tư thiết kế như thế này để vừa tiếp khách này, vừa có thể để cho khách hàng ngắm cái căn phòng này như thế nào, bố trí những cái trang vật dụng có hợp lý hay không. Đó. Toàn bộ màu sơn chủ đạo của cái căn nhà này thì là màu trắng mọi người nha. Đó. Đây, có cả tivi nữa mọi người ạ. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà này đều là chất liệu là gỗ lim, rất là chắc chắn. Hai gồm một phòng vệ sinh. Đây. Phòng vệ sinh tầng 2 nhỏ xinh, thiết kế rất là hợp lý. Hệ thống sen cây nóng lạnh Hàn Quốc này. Bồn cầu liền khối mọi người nha. Đó. Bình nóng lạnh này. Và đây là kệ rửa mặt này. Đó. Kệ bàn đá luôn mọi người nha. Rất là lịch sự, rất là tinh tế, rất là đẹp luôn. Đấy. Gương là không gắn tường mà là hộp nha mọi người ạ. Đó. Tiếp theo còn một căn phòng ngủ nữa ở trên tầng 2. Đây. Cũng có một bộ rèm cửa này mọi người này. Đó. Màu sắc cũng rất là nhã nhặn, hài hòa với cái tông màu trắng thì rèm màu nào vào cũng đẹp hết. Sàn gỗ công nghiệp. Hệ thống trần thạch cao, chiếu sáng, âm trần, hệ thống đèn led. Với ngôi nhà này thực sự luôn là chỉ việc dọn đồ về và ở, và cái giá bán là 3 tỷ 350 triệu. Hướng nhà của cái căn nhà này là hướng Tây Bắc mọi người nha. Vừa nãy thì ngay từ lúc đầu em anh có quên nói một chút về cái thông số. Đó. Toàn bộ các cái căn phòng ngủ này đều có cửa sổ đầy đủ hướng ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như là không khí vào trong căn phòng. Ngoài ra thì căn phòng nào cũng được chủ đầu tư thiết kế đầy đủ về ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa của từng phòng mọi người nha. Và mời mọi người lên tầng 3 khám phá tiếp theo căn nhà của em nào. Đây là vị trí tầng 3 của ngôi nhà, được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Cũng gồm một phòng ngủ tương tự như tầng 2. Có đầy đủ thiết kế bố trí đầy đủ về rèm này, cửa sổ này, ống chờ, dây chờ, áp chờ tương tự như tầng 2. Với cái diện tích căn phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 9m² mọi người nha. Rất là hợp lý. Với cái diện tích nhỏ xinh mà chủ đầu tư cố tình thiết kế đầy đủ những cái công năng trên tầng 2 xây đua ra để có thể thiết kế hai phòng ngủ và cầu thang ở giữa rất là hài hòa. Phòng ngủ thứ tư ở trên cái ngôi nhà này đây. Đó. Phòng ngủ này thì có lớn hơn một chút mọi người ạ. Phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12m². Ngõ trước nhà là ngõ thông nhá mọi người, ngõ thông. Đấy, rất là gần với cái vị trí của cái ngôi nhà này, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ này, gần với lại chợ dân sinh này, gần với trường mầm non, trường tiểu học, rất nhiều những cái tiện ích xung quanh của cái ngôi nhà này. Tích hợp đầy đủ những cái yếu tố mà ai đi tìm nhà, ai mua nhà cũng mong muốn. Gần chợ đường phường trạm. Đó, toàn bộ cửa thông phòng đây. Tầng 3. Nhà vệ sinh tầng 3 cũng vậy. Thiết kế tương tự như tầng 2. Rất là đẹp. Trang trí rất là hài hòa với cái căn phòng ngủ và đầy đủ công năng với hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Vậy thì mời mọi người theo em lên cái tầng 4, căn tầng 4 cuối cùng của ngôi nhà này xem là tầng 4 thiết kế như thế nào nhá. Bước lên trên phía cầu thang tầng 4, mọi người có thể nhìn luôn có một ô giếng trời ở phía bên trên để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang này. Bước lên trên tới tầng 4 rất là sáng, rất là thoáng mọi người ạ. Và tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ nữa và một sân phơi mọi người nhá. Rất là rộng,
Với cái suy nghĩ cá nhân của Ngọc Ánh thì căn này có thể làm phòng ngủ, có thể làm phòng thờ, có thể làm phòng làm việc, hoặc là mọi người chủ nhà mới có thể để ngăn ra hai phòng ở đây, khá là hợp lý. Tầng nào phòng nào cũng có rèm cửa này, rồi là cửa sổ hướng ra phía bên ngoài và ống chờ, dây chờ đều rất là đầy đủ. Đó, điều đó nói lên được rằng là chủ nhà này rất là cầu kỳ, tỉ mỉ và chi tiết mọi người ạ. Riêng trên tầng 4 của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thấy đây, dưới chân của Ngọc Ánh là không làm sàn gỗ nữa, thay thế vào đó là gạch lát nền 60-60 vân đá. Rất đẹp. Phòng này thì rất là rộng nha mọi người. Đó, phòng này thì nó rơi khoảng tầm 13m2, 13-14m ấy. Cửa thông phòng đây. Và đây là khu vực sân phơi của ngôi nhà. Đó, khu vực sân phơi riêng biệt. Đây là phần để máy giặt mọi người ạ. Còn lại thì ở đây làm sân phơi, đều có ô thoáng hướng ra phía bên ngoài. Với căn nhà này, chủ đầu tư như một số video mà mọi người nhìn trên của Ngọc Ánh ấy, thì là thường thường ở trên tầng 4 mà làm sân phơi thì thường thường là chủ đầu tư khác là mái tôn. Nhưng mà với cái căn nhà này thì chủ đầu tư đổ liền 4 mái mọi người nha, 4 tầng luôn. Và thường thường bây giờ là có máy giặt rồi nên là phơi phóng, cái việc phơi phóng rất là dễ dàng. Vậy thì quý khách hàng mà đã xem review đến đây rồi, biết được vị trí căn nhà này ở Đại Mỗ rồi, thì nếu như mà có nhu cầu gọi điện cho Ngọc Ánh để tư vấn, và cũng như là một về căn nhà này, về vị trí căn nhà này hoặc về vị trí căn nhà khác với những cái giá cả khác, thì có thể vui lòng bốc máy lên và gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Mọi người xem video của em đừng quên bấm vào like để có thể ủng hộ kênh, và nhớ bấm vào nút đăng ký chuông để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.